Hoàng Học liếc mắt, bĩu môi khinh bỉ khi Tú Anh đạt quán quân The Face, netizen thi nhau chửi té tát. TikToker Hoàng Học hay còn gọi là Học Sinh vừa có pha biểu cảm bị xem là vô cùng lồi lõm, thái độ khó chấp nhận trước màn công bố kết quả Tú Anh trở thành quán quân The Face Việt Nam 2023. Dư âm của chung kết show truyền hình thực tế The Face Việt Nam 2023, gương mặt người mẫu dường như vẫn chưa thật sự giảm nhiệt khi hàng loạt ồn ào xoay quanh cuộc thi đang tiếp tục được cư dân mạng đào bới khiến ai cũng phải vô cùng xôn xao. Theo đó, dù đã trải qua được 2 ngày nhưng từ khóa về The Face Việt Nam vẫn được dân tình đổ xô tìm kiếm. Bên cạnh người chiến thắng là Tú Anh, thí sinh của team mentor Anh Thư, thì việc The Face Việt Nam 2023 có những hạt sạn to trong khâu tổ chức đêm chung kết, từ việc lộ kết quả trước giờ công bố 30 phút, tạp âm và sập livestream, đến cả việc MC Tùng Leo bị khán giả chê là dẫn dài dòng, tất cả đã khiến người xem không ngừng la ó thất vọng. Sau đêm gala trao giải vừa rồi, The Face cũng nhận về bão phẫn nộ trên các nền tảng, rước một lượng lớn anti-fan cũng dần quay lưng và cho biết không còn mặn mà gì với The Face Việt Nam nếu tổ chức mùa sau. Ngoài những lý do kể trên thì mới đây trên mạng xã hội TikTok, người dùng cũng đang lan truyền chóng mặt một đoạn clip quay cận cảnh mỹ nhân chuyển giới TikToker Hoàng Học, vốn là thí sinh của team cặp đôi mentor Minh Triệu Kỳ Duyên. Chính vì thế việc nữ TikToker quay trở lại đồng hành trình diễn cùng team cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trái ngược với thái độ của nhiều thí sinh khác quay trở lại, Hoàng Học lại đến với tâm thế vô cùng ngang ngược, khó chịu, làm những biểu cảm bị nhận xét là lố bịch kém duyên. Theo đó, ngay trong phần MC công bố kết quả cuối cùng ở trong đêm chung kết The Face Việt Nam 2023, khoảnh khắc Tú Anh từ team Anh Thư được gọi tên thì Hoàng Học lại lập tức tỏ thái độ không phục, khó chịu ra mặt, mặc dù vẫn cố gắng nhảy nhót theo nhạc, cười với ống kính, nhưng netizen đều dễ dàng nhận ra mỗi khi MC chúc mừng Tú Anh thì cô lại thay đổi sắc liền lập tức. Cụ thể, dân tình khi xem đoạn clip, ai nấy cũng đều phải bức xúc, không thể chấp nhận trước hành vi của Hoàng Học. Người đẹp chuyển giới đã liên tục liếc mắt, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ trước chiến thắng này của team Anh Thư. Hành động này bị nhận xét là một thái độ thiếu tôn trọng, coi thường quán quân và cả ban giám khảo. Bên dưới bình luận, hàng loạt bình luận ném thẳng gạch đá cũng được để lại cho Hoàng Học khi cô có những cảm xúc này. Theo đó, vì là thí sinh bị loại khỏi chương trình khá sớm, chính vì thế năng lực người mẫu của Hoàng Học cũng là điều khán giả là những người hiểu rõ. Đây cũng là điều mà netizen liên tục lôi ra để công kích Hoàng Học. Cụ thể, ai cũng cho rằng Hoàng Học không biết điều, bản thân chưa giỏi đã vội phán xét, không phục người khác. Dạo quanh một vòng mạng xã hội, netizen có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận như tưởng vậy là hay, là giỏi, thái độ gì vậy trời, càng ngày càng không xem ai ra gì, dù gì cũng đã thắng, không phục nữa thì thôi. Có thể thấy mỹ nhân chuyển giới đều bị dân tình ném đá gay gắt, không một ai đồng tình với lối hành xử này. Nhiều người đưa ra ý kiến rằng Hoàng Học có thể không đồng thuận với kết quả bởi mỗi người đều có những cái tên quán quân riêng cho bản thân, nhưng ngay trên sân khấu đứng trước ống kính máy quay, việc thể hiện ra như vậy là không nên. Hoàng Học là mỹ nhân chuyển giới khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được biết đến là một TikToker, influencer nổi trội, sở hữu nhan sắc cuốn hút, lối ăn nói duyên dáng, cùng biệt tài độc đáo khi có thể nói cả giọng nam và giọng nữ. Tất cả đã khiến cho Hoàng Học nhận về được nhiều sự yêu mến. Tuy vậy, đến với show thực tế The Face Việt Nam, cái tên của Hoàng Học lại dần bị quay lưng khi người đẹp liên tục có những phát ngôn, thái độ thách thức, tự cao quá đà khiến nhiều người không thích. Đặc biệt hơn là trong đoạn clip gần đây, ngay trong đêm chung kết. Hiện tại, cô vẫn chưa có phát ngôn hay lời giải thích nào về đoạn clip này. Riêng về phía công chúng thì một mực chửi té tát nếu quan điểm không chấp nhận trước thái độ lồi lõm này.